Đâu mà 230.000 chai. Thật là mi đó. Chính nhờ rẻ được rồi, má bự dễ sợ luôn. Quốc này bỏ ra chưa? Ở đây chú Vũ có phải ăn ruột nữa không? Không à, ít ăn ruột. Mập có phải không? Không thì trúng bài tôi rồi đó. Rồi đây đâu ăn ruột có. Đây ai thích ăn rượu? Bốn thích ăn rượu hả? Dạ. Hả? Đi ăn đi. Trứng nè, bỏ trứng vô vậy đó hả? Trứng không? Không chứ bộ quen tới trứng cho không tới ăn trứng không? Cáo, bỏ trứng vô là mắc mùi hết rồi. Dạ. Chú bộ ăn vô quá rồi mình thôi chú bộ ơi, cá này ăn cũng hết sạch sẽ bún mà. Ủa xe bốn ra chơi không thành vùng hỏi